Hoan hỉ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, lộc trời ban xuống, vận may liên tục kéo đến, tiền bạc ào ào đổ về như mưa. Sống cuộc sống an nhàn giàu sang sung sướng, đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, theo các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông, thì trong đầu năm 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, không được thuận buồm xuôi gió, gặp phải nhiều điều khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp và tiền tài cũng không mấy khởi sắc, họ cố gắng làm quần quật cả ngày đêm cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng thật bất ngờ, bước sang năm tháng cuối của năm 2024, con giáp tuổi Giáp Dần có một sự may mắn không hề nhỏ. Họ có cơ hội nổi bật một cách ngoạn mục khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng, một bước trở thành đại gia, xóa sạch nợ nần, may mắn tới chạm đỉnh. Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, Giáp Dần đã bao giờ tự hỏi liệu một người hùng và một kẻ hèn nhát có thực sự khác biệt? Thực ra cả hai đều là con người, đều sợ chết, sợ thất bại và sợ thua cuộc. Điểm khác biệt duy nhất là người hùng dám đối mặt với nỗi sợ để làm điều cần phải làm, trong khi kẻ hèn nhát lại từ bỏ khi gặp khó khăn. Trong cuộc đời của anh chị, chắc hẳn đã có những khoảnh khắc Giáp Dần phải đưa ra quyết định, Giáp Dần có thể trở thành người hùng của chính mình, vượt qua nỗi sợ và làm điều đúng đắn, hoặc Giáp Dần có thể lờ đi thuận theo số đông hay để mặc cuộc đời quấn đi không làm điều mình cần phải làm. Giáp Dần đã trải qua những tháng năm tuổi trẻ đầy ngông cuồng, nhưng cũng có lúc mất đi cá tính. Từ khi nào, Giáp Dần trở nên sợ hãi và chỉ biết mong muốn mà không dám thực hiện quá nhiều tổn thương, quá nhiều biến cố, quá nhiều thua thiệt và ngang trái đã dễ dàng làm suy yếu sự kiên cường của con người. Thưa quý bản mệnh tuổi Giáp Dần, chúng tôi biết mình không phải là thần thánh, không thể ban cho anh chị sự giàu sang, phú quý, nhưng chúng tôi có thể giúp anh chị dự đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong năm tháng cuối năm để anh chị có thể cải vận, thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy thành công từ chính đôi bàn tay mình. Nếu anh chị vẫn còn hiện diện ở đây, hãy đăng ký kênh để cho chúng tôi biết nhé. Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, Giáp Dần giờ đây không còn tự do, tự tại như trước nữa, trên vai gánh nặng trách nhiệm, trong lòng mang nhiều lo toan, sự do dự không dám mạo hiểm là lẽ thường tình. Nhưng Giáp Dần nên nhớ rằng, nếu không có cơ sở mà mạo hiểm đó mới là ngu dại, còn nếu có cơ sở, có niềm tin và dám cược bản thân cho những điều mình tin tưởng, đó là sự quyết đoán. Đừng chọn những điều Giáp Dần không hiểu hay chỉ dựa vào may mắn, hãy tin vào chính mình, làm việc chăm chỉ, học hỏi chuyên tâm, kỷ luật nghiêm ngặt, chỉ cần như vậy, Giáp Dần sẽ đạt được điều mình muốn. Hãy nhớ rằng, năm tháng cuối năm 2024 là thời kỳ của anh chị, thời gian này là để xây dựng, tạo dựng và đạt được những thành tựu lớn lao. Giáp Dần mới chỉ sử dụng hết 50% khả năng của mình, nửa khả năng còn lại đang ngủ dùi, phần vì lười, phần vì dội, phần vì ngại, phần vì thiếu kỷ luật và ý chí, kiên định. Hãy nghiêm túc một lần hết mình, một lần thực sự cố chấp và bất khuất một lần khi sức trẻ còn sức khỏe, có tư duy dồi dào, năng lực phong phú, rất thích hợp để dựng nên những điều lớn lao trong cuộc đời. Nếu Giáp Dần lựa chọn không làm được đâu, làm sao được thì đó là quyết định của anh chị. Cuộc đời Giáp Dần có quyền lựa chọn. Con người Giáp Dần có quyền thể hiện. Nếu để thế nhân đồng hóa để những lời nói tiêu cực kéo lại, thì đó là quyền của anh chị.
Chỉ mong nhiều năm sau, Giáp Dần đừng tự trách mình đã uổng phí tuổi thanh xuân vào giai đoạn trung vận năm tháng cuối năm 2024. Xét tổng quan vận trình tử vi năm tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tuổi Giáp Dần năm tháng cuối năm 2024 cho thấy năm xung khắc với ngũ hành lưu niên, nhưng đồng thời được nhiều cát tinh trợ mệnh. Để giải dây, người tuổi Giáp Dần có nhiều thách thức cần vượt qua và cả những cơ hội để bứt phá. Về phương diện công việc, Giáp Dần được những sao tốt chủ về công danh như chính ấn và chính quan chiếu mệnh, nên vận trình có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt nam mệnh sẽ có nhiều không gian phát triển hơn nữa nhờ có sao Thái Dương hậu thuẫn. Tuy vậy, vẫn còn đôi chút gập ghềnh do tính đa nghi của Giáp Dần trở nên mạnh mẽ hơn trong năm tháng cuối năm nay. Về tài lộc, công việc ổn định nên thu nhập của những người tuổi Giáp Dần cũng được đảm bảo. Chỉ cần Giáp Dần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc, việc làm ăn kinh doanh trong năm tháng cuối năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Về chuyện tình cảm, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm không tốt như Giáp Dần mong đợi. Hiểu lầm có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Về sức khỏe, con giáp này nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao, lười vận động không tốt, vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Giáp Dần nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Sau đây sẽ là phần luận giải cụ thể tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện sức khỏe, năm tháng cuối năm, sức khỏe của tuổi Giáp Dần có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bản mệnh nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ. Đặc biệt, chớ nên bỏ bữa dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày và đường tiêu hóa của Giáp Dần. Bên cạnh đó, Giáp Dần cũng nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao, lười vận động không tốt, nhưng vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Giáp Dần nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao, vực sâu nhiều âm khí, kẻo dông thần gây họa, tính mạng có thể gặp bất trắc. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, năm tháng cuối năm ngũ hành xung khắc, dự báo đường tình duyên của Giáp Dần đối mặt với khá nhiều trở ngại trong năm tháng cuối năm này. Với các cặp đôi, hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không được tháo gỡ kịp thời, có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này với nửa kia. Nếu có thể tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu, vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy. Đáng lo ngại hơn cả là có dấu hiệu người thứ ba xuất hiện, cố gắng chen chân vào giữa hai người khi khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn. Những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ đó phá hoại tình yêu mà hai người đã vất vả xây dựng lên. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, năm tháng cuối năm, tuổi Giáp Dần có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau nửa đầu năm đầy chật vật trước đó. Năm tháng cuối năm 2024 cũng đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh, sự nghiệp khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, tuổi Giáp Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Nhờ được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh, đây sẽ là cơ hội để Giáp Dần lấy lại những gì đã mất trong năm tháng cuối năm. Có thể thấy, con giáp này đang tự tạo ra động lực cố gắng cho bản thân, bởi nếu không tự mình có đam mê, sẽ rất khó có ai đó hay việc gì đó đủ năng lực để khiến Giáp Dần thay đổi suy nghĩ. Trong năm tháng cuối năm, Giáp Dần cũng khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, Giáp Dần nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Đừng ngại va chạm, bởi phải có va chạm và cạnh tranh, Giáp Dần mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, các tinh này có lợi cho nam mệnh hơn nữ mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy, Giáp Dần có thêm sự xông xáo, dám nghĩ dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy, nhưng do ngũ hành của Giáp Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, nên khó khăn cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào.
nhất là vào những thời điểm bản mệnh chủ quan lơ là. Đặc biệt, năm tháng cuối năm Giáp Dần còn bị sao Trực phù chiếu, sự đa nghi của Giáp Dần trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh khó tin tưởng vào người khác trong quá trình làm việc chung, nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Con giáp này có xu hướng muốn tách biệt làm việc độc lập, bởi cho rằng mọi thứ mình làm chỉ có mình mới hiểu và nắm chắc, có bàn tay người khác nhúng vào rất dễ nảy sinh xung đột. Song cũng bởi thế mà mọi việc phải tự thân một mình cố gắng, đôi khi vất vả mà còn không được ghi nhận xứng đáng. Vì sức người có hạn, Giáp Dần cũng nên tiết chế cảm xúc, chớ nên nóng nảy trong cách động làm việc và lời nói. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu, cũng nên chú ý hoàn cảnh kẻo rước thị phi vào người. Xét về phương diện tài lộc, tử vi năm tháng cuối năm của tuổi Giáp Dần dự báo về phương diện tài lộc, dù trong năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của Giáp Dần không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm cố định, công việc việc ổn định nên thu nhập của bạn cũng được đảm bảo. Chỉ cần Giáp Dần chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Bên cạnh đó, Giáp Dần cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh trong năm tháng cuối năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về. Giáp Dần cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp Giáp Dần hạn chế nhiều rắc rối, nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân. Trong lúc này, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Giáp Dần rất chăm chỉ, quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc, nhưng mãi không thấy xong. Vì dường như mỗi lúc một nhiều thêm, bạn có cảm giác bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp. Thế nhưng, đó là dấu hiệu cho thấy việc làm ăn kinh doanh của bạn đang đi đúng hướng. Nếu là người làm công ăn lương, thì lúc này bạn được công nhận về năng lực, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện khá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu như việc tiếp mức quá tải thì cũng nên xem xét lại. Ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, khi cảm thấy quá sức thì nên nhờ hỗ trợ. Nếu cần, hãy nói điều bạn mong muốn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Nhờ có tam hội nâng đỡ, tuổi Giáp Dần hợp tác làm ăn có lợi trong tháng này. Tuy nhiên, với lĩnh vực mà bạn không hiểu rõ thì cứ từ tốn. Chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần theo thời gian. Các quyết định vội vàng không hề tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xét về phương diện tài lộc, Nhất Bạch bay về cung chính Đông báo hiệu người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, đi công tác mới mong tăng tài lộc về mình. Tuy vất vả nhưng khi đi thực tế và đánh giá tình hình chính xác thì việc giao quyết định đầu tư mới không bị che mờ bởi cảm tính. Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới. Con giáp này nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy các khoản chi của bản mệnh trong tháng này hơi nhiều, bao gồm cả chi tiền cho cưới hỏi, đám hiếu, ma chay. Những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của bạn một số tiền kha khá. Thời gian này, bản mệnh cũng bắt đầu có ý thức cao hơn về việc đầu tư tiết kiệm bên cạnh việc tích lũy hàng tháng. Bản mệnh còn tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư. Bạn muốn hiểu rõ việc nên bỏ tiền vào đâu để sinh lợi tốt và an toàn. Xét về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần cho thấy sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe. Nhiều người vì không thể tập trung nên thường xuyên dùng tới cà phê và trà sữa, nhưng việc này đang âm thầm phá hoại sức khỏe của bạn đấy nhé. Thời tiết này lúc nóng lúc lạnh khá thất thường,
Bạn nên mặc nhiều lớp để tùy tình huống mà thích nghi, đừng để lạnh hay nóng quá, vì đó đều là nguyên nhân khiến bạn bị cảm. Nên ăn uống lành mạnh để gia tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng tránh bệnh theo mùa. Nếu thường xuyên đi xa vì lý do công việc thì cũng phải đề cao các phương án an toàn nhất, tránh xảy ra sự cố. Khẩu quyết: bản mệnh dễ gặp rắc rối vì sự chủ quan của mình, đừng xem thường bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: trắng, nâu. Con số may mắn: 80, 43 và 18. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo tử vi tháng 9 âm lịch, phương diện công việc của người tuổi Giáp Dần đạt được những thành tựu nhất định. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. May mắn được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm Giáp Dần nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, bạn lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu, có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường mà Giáp Dần sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Giáp Dần có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp dự báo đường tài lộc của tuổi Giáp Dần khá bình ổn, không có biến động lớn. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài. Thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh buôn bán có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất. Tháng này bạn có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng. Dù chỉ ở mức hòa vốn, nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn như này cũng được coi là tạm ổn để bạn tiếp tục có động lực chấp nhận phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý tháng có nguyệt lệnh lâm mộ ở Giáp Dần, sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó. Những việc đã xảy ra cũng đừng mãi lấn cấn, hãy dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức cát tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Xét về phương diện sức khỏe, trong tháng này, phương diện sức khỏe của Giáp Dần khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn hoặc tìm cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, sẽ giúp tinh thần của bản mệnh ổn định hơn. Khẩu quyết: sẽ có quý nhân giúp bạn tỉnh táo hơn trong các quyết định quan trọng. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: đỏ, đen. Con số may mắn: 99, 41 và 90. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Người tuổi Giáp Dần hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cất nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh, bạn phát huy được ưu điểm của mình.
cũng như tập trung nghiêm túc có trách nhiệm nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai bạn sẽ giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có đạt được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được cho mình cái quyền kiêu căng, coi thường người khác. Bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến cách hành xử với mọi người xung quanh. Đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp với những tình huống khác nhau. Bạn không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc, kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng, khiến hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Giáp Dần thấy rằng con đường tài lộc cũng có những điểm sáng đáng kể. Bạn có thể thu tiền về đầy túi, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh. Chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, cũng có những lúc con giáp này cần để ý đến cách hành xử của mình, chớ nên cứ xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan. Coi thường những công việc đã quá quen thuộc, mọi điều bất trắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Tháng này tình trạng sức khỏe suy giảm, khiến cho bản mệnh phải tốn thêm một khoản tiền chạy chữa. Do đó, tốt nhất khi cầm tiền trong tay, bạn chớ nên tiêu xài hoang phí, hãy luôn để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ, để khi sự cố không mong muốn xảy ra, bạn sẽ không rơi vào cảnh bị động. Xét về phương diện sức khỏe, dù các phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của người tuổi Giáp Dần lại đang dần suy giảm. Con giáp này cần nhắc mình duy trì lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, không nên làm việc quá sức kẻo ngã bệnh. Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bản mệnh có thể bị họa huyết quang trong tháng này. Vì thế, bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, thiếu tập trung kẻo gây ra sự cố đáng tiếc. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường, bạn cũng không nên giấu bệnh mà cần sắp xếp thời gian đi khám ngay. Phát hiện bệnh càng sớm thì quá trình chữa trị càng đơn giản, nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Khẩu quyết: làm việc có kế hoạch giúp bạn thoát được những rắc rối trước đây. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 94, 22 và 68. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, Giáp Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn và thách thức trong tháng mới. Khi bất ổn, mọi việc rất dễ bị chệch khỏi tính toán ban đầu của con giáp này. Công việc có dấu hiệu chững lại khá rõ, kế hoạch liên tục vấp phải trở lực không phải do nguyên nhân khách quan, thì cũng là những vấn đề đến từ tinh thần sa sút của bản mệnh gây nên. Dù bản mệnh đã rất cố gắng vất vả ngược xuôi, nhưng thành quả thu về không đáng kể. Đã vậy, tiểu nhân luôn nhăm nhe gây đủ trò khó dễ, khiến bạn tốn càng nhiều công sức để đối phó. Việc mình chưa xong đã lại lo lắng chống đỡ những kẻ lòng dạ xấu xa, chỉ rình rập để thừa cơ cướp công đoạt sức, ăn chặn thành quả của bạn. Bản thân Giáp Dần đã cố gắng nhẫn nhịn nhiều lần, nhưng dường như bạn càng nhường thì kẻ tiểu nhân kia càng được đà lấn tới. Có lẽ bản mệnh cần tìm cách đối phó hiệu quả hơn thôi. Bạn có thể không phải là người thích gây hắn làm to chuyện, nhưng cũng đừng quá nhún nhường mà để kẻ tiểu nhân được đằng chân lân đằng đầu. Trong mỗi trường hợp, hãy thể hiện rõ ràng quan điểm của mình và tránh lo chuyện bao đồng, cũng vì chuyện này mà bạn sinh tâm lý chán trường.
Nguyệt lệnh lâm mộ càng khiến Giáp Dần cảm thấy uể oải, mất phương hướng, thậm chí muốn bỏ cuộc giữa chừng. Lúc này, nếu không được giúp đỡ để vực dậy tinh thần, con giáp này sẽ rất dễ buông xuôi. Bao nhiêu công sức trôi sông trôi biển, hãy cứ coi như tình hình chung hiện tại là cơ hội để rèn rũa bản lĩnh của mình. Chẳng có đường tới thành công nào trải toàn hoa hồng, ai cũng phải nếm trải chông gai, đổ mồ hôi và cả nước mắt mới có thể chạm tay tới cái đích mong ước. Chỉ cần Giáp Dần giữ vững niềm tin rằng mọi nỗ lực của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng vào đúng lúc, thì bạn sẽ tìm được ánh sáng nơi cuối con đường. Xét về phương diện tài lộc, do ảnh hưởng quá mạnh từ cục diện tương xung kết hợp với hung tinh đại hao chủ về hao tài, khiến tài vận của người tuổi Giáp Dần giảm sút đáng kể trong tháng này. Thu nhập từ công việc chính chẳng những không tăng mà còn có thể chịu tổn thất do những sai sót hiệu suất sụt giảm gây ra. Đặc biệt, hãy cẩn trọng với tiểu nhân bên cạnh. Bạn cần nhắc nhở bản thân làm việc cẩn thận, không được để sự sao nhãng hay bất cẩn khiến bản thân tự mua dây buộc mình. Nếu có vấn đề xảy ra, bạn cần kiên trì tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục, quá hung thành cát. Việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều khó khăn, làm ăn trì trệ, có thể còn bị thâm hụt vốn. Tháng này chớ nên dội tin những lời dụ mời gọi đầu tư mạo hiểm. Kẻo khoản tiền bạc khó khăn làm lụng tiết kiệm mới có được lại bị kẻ xấu lừa gạt, khiến cho tiền mất tật mang. Nhìn chung, tháng này bạn hầu như không có hoặc có rất ít vận may tài chính, nên cần hạn chế đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, vay mượn, thế chấp lại càng phải cẩn trọng. Tiến hành bất cứ đầu tư nào cũng cần tìm hiểu kỹ càng, tránh bị lừa gạt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, không may cho người tuổi Giáp Dần là chuyện tình cảm tháng 11 âm lịch này cũng không được suôn sẻ. Đó là nguyên nhân chính khiến bạn bị ức chế tinh thần, luôn cảm thấy buồn bực và không hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác. Gia đạo bất an, cha mẹ và con cái có điểm xung khắc. Bạn nên tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng và tâm sự, giảng giải cho con hiểu thay vì quát mắng, nạt nộ sẽ chỉ càng dễ phản tác dụng. Xét về phương diện sức khỏe, nhìn chung, nếu bản mệnh là người chăm chỉ rèn luyện và có ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân, thì tình hình sức khỏe trong tháng mới không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong tháng nguyệt lệnh lâm cung, ngũ ý vận khí đang có sự suy yếu dần, vì thế, bản mệnh cũng không nên chủ quan, coi thường việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình. Hơn nữa, chuyện công việc, tiền bạc khiến cho con giáp này mất ăn mất ngủ, sức khỏe đi xuống cũng tốn kém thêm một khoản kha khá. Vì thế, những người tuổi Giáp Dần tốt nhất nên biết chăm sóc cho bản thân để tránh mất tiền không cần thiết. Khẩu quyết: điều bạn mong chờ nhiều càng thất vọng, thậm chí có người còn cố tình lừa dối bạn. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: đen, vàng. Con số may mắn: 80, 44 và 90. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng 12 âm lịch hay còn gọi là tháng cũ mật, người tuổi Giáp Dần được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đế, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Thay vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể. Tháng này, nên hạn chế xử lý những việc lớn, đặc biệt, tháng này Giáp Dần chịu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh. Xuất hiện điềm báo có thể bị ganh đua ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết, khi gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên, có thể bạn còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên,
Hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuy công việc vẫn còn nhiều, mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn. Bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình. Nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này, dù Giáp Dần không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng. Nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào trong tháng này, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương, thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người làm kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy, lợi nhuận mới đổ về túi, tuổi Giáp Dần cũng đừng vội ra quyết định đầu tư vội vàng. Dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Đó là tháng cận kề Tết Nguyên Đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao. Bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí. Ở thời điểm này, làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm. Xét về phương diện sức khỏe, trong tháng này, sức khỏe của tuổi Giáp Dần cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào tháng thổ khí cực dượng, khiến thể trạng và tinh thần bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ rơi việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học, thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình mong muốn. Khẩu quyết, hãy thận trọng với những ai muốn lôi kéo bạn vào cơ hội làm giàu nhanh. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số may mắn, số 10, 44 và 29. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người nghèo không tiết kiệm ba loại tiền, người giàu không vào ba cửa, làm được phiền nhiễu tránh xa, lợi lộc tìm đến. Đây là lời răn dạy quan trọng của người xưa cho mọi người về những điều cần lưu ý trong cuộc sống. Cuộc sống mỗi người dù giàu có hay nghèo khó thế nào cũng cần phải lưu tâm đến vấn đề này để cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ hơn. Lời dạy của cổ nhân ắt có cơ sở, tốt nhất nên làm theo. Tại sao nói người nghèo không nên tiết kiệm ba tiền? Theo như lời dạy của cổ nhân, đời người dù có nghèo khó đến đâu cũng không nên tiết kiệm ba loại tiền. Vậy đó là ba loại tiền gì? Thứ nhất, tiền cho sức khỏe. Nhiều người có suy nghĩ rằng mỗi đồng tiền mình kiếm ra đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thế nên họ hình thành suy nghĩ và hành động tiết kiệm đến mức chi li, dè sẻn. Họ không dám dùng đồ tốt, không dám ăn món ngon, không dám mua đồ đẹp. Thế nhưng họ lại quên đi một điều vô cùng quan trọng, đó là sức khỏe là vô giá, đồng thời cũng là vốn quý nhất của mỗi con người. Có sức khỏe là có tất cả. Chỉ khi khỏe mạnh, ta mới có thể tự kiếm ra tiền, chinh phục được mục tiêu và ước mơ của mình. Chính vì thế, những khoản chi cho sức khỏe là vô cùng quan trọng, không nên tiết kiệm những khoản này làm gì. Vì thế hãy đầu tư cho việc ăn uống, mua những đồ dùng chất lượng tốt để sử dụng, duy trì những thói quen lành mạnh. Tiêu tiền cho sức khỏe là cách tiêu tiền thông thái nhất, miễn không hoang phí là được. Chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thể làm ra được nhiều tiền hơn. Thứ hai, tiền cho tri thức. Nhiều người quan niệm rằng chi tiền cho tri thức là khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ. Đây chính là quá trình học tập cũng như nâng cao trình độ, giúp bản thân có thêm nhiều cơ hội, tìm kiếm những cơ hội mới trong tương lai. Khi bạn chi tiền cho tri thức, bạn không chỉ giàu có trong tâm hồn, giàu kiến thức, giàu kinh nghiệm, mà còn có cơ hội tăng tiến trong sự nghiệp, trở thành người giàu có về của cải trong tương lai. Thời gian đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy đây là một khoản đầu tư đắt đỏ, thế nhưng sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Đầu tư cho tri thức là một trong những loại đầu tư thông thái, giúp bản thân nhận được về những lợi ích cũng như giá trị lâu dài và bền bỉ.
Thứ ba, tiền quà. Người xưa có câu rằng, có qua có lại mới toại lòng nhau, để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, có qua có lại mới giữ được các mối quan hệ xã hội lâu dài. Từ thời xưa đến nay, việc quà tặng đã được bình thường hóa, trở thành sợi dây vững chắc, kết nối mọi người với nhau. Chính vì thế, bất cứ khi nào bạn nhận được tiền như một món quà từ người khác, hãy ghi nhớ số tiền đó, sau đó trả lại cho họ sau này, vào một dịp nào đó. Đây cũng là một loại tiền không nên tiết kiệm. Biết sử dụng tiền quà đúng cách, đúng người sẽ giúp cuộc sống, sự nghiệp mới càng suôn sẻ và hanh thông. Người giàu không vào ba cửa có nghĩa là gì? Thứ nhất, sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùng. Có thể hiểu, cờ bạc là thứ độc hại, có thể gây nghiện, nhưng lại chẳng mang đến lợi lộc gì cả. Một khi đã đâm đầu vào, thì khó mà dứt bỏ ra được. Cờ bạc vốn luôn có sức mê hoặc, khi đã thắng lại muốn thắng thêm, khi thua lại mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Cứ như thế chúng ta bị lạc vào một vòng tròn luẩn quẩn, không thể thoát ra được, một khi đã mê cờ bạc. Người chơi đều tin tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà. Dính vào cờ bạc thì dù có giàu sang đến mấy cũng nhanh chóng tiêu tan, nhiều người còn mất hết tất cả chỉ sau một đêm, cuối cùng phải chọn cách tiêu cực để kết thúc cuộc đời. Thứ hai, chốn trụy lạc. Giống như cờ bạc, những chốn phong hoa quế nguyệt và ăn chơi trụy lạc thường không mang đến bất kỳ lợi lộc gì, thậm chí còn kéo theo vô vàn rắc rối về sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay, bạn đã phải tốn rất nhiều công sức, nên đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả. Cũng giống như cờ bạc, những chốn trụy lạc này, một khi đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được. Nó khiến sức khỏe sa sút, tiền tài tiêu tan, gia đình cũng ly tán. Nếu việc làm của bạn người khác biết được, bạn sẽ đánh mất nhân phẩm, danh dự bị xấu đi. Vì thế, hãy tránh xa nơi này càng sớm càng tốt. Một khi đã dính vào thì hối hận cũng không kịp. Thứ ba, nơi thị phi. Cuộc sống vốn ẩn chứa vô vàn điều mới mẻ, kích thích nhiều sự hiếu kỳ của mọi người. Ai cũng muốn được học hỏi và khám phá những điều mới lạ. Có người thích nơi yên ả, nhưng có người lại thích chốn lao xao. Thế nhưng, một khi đã xa chân vào chốn thị phi, sẽ khiến bạn rước về hàng loạt rắc rối và phiền não không đáng có. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, người ta muốn tránh còn chẳng được, bạn lại đâm đầu vào làm gì? Sống ở đời, tốt nhất nên hạn chế không quản những chuyện không liên quan đến mình. Nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Làm được những điều này, cuộc sống sẽ bình yên, phúc khí và may mắn tìm đến, còn tai họa và rắc rối sẽ bớt đi. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.